Xin kính chào tất cả các bác đã trở lại với kênh của Kiên Trung Audio. Shop Kiên Trung có địa chỉ tại ngõ 562 phố Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Và để tiếp nối cái chương trình tri ân các bác đã ủng hộ Shop Kiên Trung khi đạt được 5.000 like thì hôm nay thì Shop Kiên Trung lại tiếp tục chương trình của ngày thứ tư đến giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm của bốt Chúc mừng các bác là bốn cái bộ bốt uh, AM5 Đây là một trong những cái dòng bốt mà được rất nhiều các bác uh, ưa thích Bốt AM5 Series 3 Để trước khi đi vào giới thiệu chi tiết các sản phẩm ngày hôm nay Thì uh, sốc kiên Trung thì xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác đã đang và sẽ ủng hộ sốc kiên Trung Trong uh, mấy ngày vừa qua thì uh, chúc em cũng đã lên và chiên các bác tất cả các cái mặt hàng đều trừ đi 500k thì những sản phẩm thì hầu hết hầu hết là shop Kiên Trung đã được các bác ủng hộ rất nhiệt tình. Và các bác nào đang xem kênh của Kiên Trung đô mà chưa đăng ký kênh hãy nhấn nút đăng ký kênh và cho Kiên Trung một like để những cái video như thế này đến được với nhiều anh em chơi IO trên toàn quốc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Bốt AM5 series 3. Đây là một trong những cái dòng mà được rất nhiều các bác ưa chuộng. Thứ nhất là hàng zin xịn Được đánh trực tiếp từ Nhật về uh, Bốt thì bốt của Mỹ nhưng mà uh, Tất cả cái kênh trên của Nhật thì cũng hay, rất là hay bán uh, Đấu giá những cái dạng này Đứng như Những cái series này thì uh, shop em cũng đấu giá bên đấy về và được Rất nhiều các cái sản phẩm như thế này Và hôm nay về được bốn bộ thì uh, em giới thiệu luôn với các bác uh, Shop uh, shop em thì uh, có địa chỉ tại ngõ 562 phố Thị Khuê thì mời các bác uh, trực tiếp qua thì bên em sẽ có rất nhiều các cái sản phẩm mà đang trong cái chương trình tri uh, ân khuyến mãi tất cả các sản phẩm mà số em đã từng công bố thì đều có giảm giá 500k cho từng sản phẩm để các bác có thể lựa chọn rất nhiều âm ly và loa loa nghe nhạc và loa hát karaoke đều có cả đủ các hãng luôn Bốt a bộ series 3 thì shop em vẫn bán giá bình thường là 5 triệu đồng. Thì trong cái video của ngày hôm nay thì shop em cũng vẫn theo chương trình thì giảm luôn cho các bác 500k còn 4,5 triệu đồng cho cái bộ bốt am 15 series 3 này. Nó gồm một cái súp hơi các bác nhá, công suất đạt đến 200W. Ở trong con súp này thì có hai cái con sub bát bass bát 16 cm và hai cái loa tay xoay đa hướng. loa tay kép các bác nhá. Mỗi cái tay này thì nó là một một loa phần trên là một loa này, phần dưới là một loa này, có thể các bác xoay đa hướng được. Hàng về thì vẫn còn nguyên tem đầu giá của Nhật các bác nhé Em để nguyên cái này để quay cho các bác. 4,5 triệu đồng cho một cái bộ như thế này. Gồm một súp. Đấy, một súp này các bác và hai cái loa tay kép ở phía trên tiếng cực kỳ hay luôn bác nào mà chưa đăng ký kênh thì giúp em đăng ký kênh và cho em một like các bác nhé xin cảm ơn các bác đây hàng về rất là đẹp các bác nhá bác nào inbox cho em thì để vào cái zalo số điện thoại 0968366369 chương trình của em thì sẽ được uh, chạy hết ngày mùng 8/4 tức là ngày chủ nhật tới đây. Nghĩa là còn ba uh, hôm nữa các bác nhá. 4AM5 series 3. Em đã có rất nhiều cái video để giới uh, thiệu với các bác những cái sản phẩm như thế này rồi. Thì các bác nào mà hoặc là trên 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 kênh YouTube là rất nhiều các cái uh, anh em nó cũng đã review thì các bác vào chi tiết uh, và xem những cái review sản phẩm này rút em. Còn ngày hôm nay thì em chỉ giới thiệu qua về giá và chất lượng hàng cho các bác thôi. Shop kiên trung thì luôn bao zin bao xịn cho các sản phẩm của mình bán ra. Ngoài ra thì đây các bác nhìn xem rất là nhiều các sản phẩm khác. Đó. Các bác lưu số điện thoại này vào cho em 0968366369 và kết bạn zalo tất cả các cái giá tại sốc kiên trung thì chưa bao gồm phí vận chuyển các bác cọc cho bên em như những cái bộ am 5 này từ 500 k là bên em sẽ chuyển hàng đến tận tay các bác các bác sẽ được kiểm tra và thanh toán với người vận chuyển số tiền còn lại video của ngày hôm nay thì em xin được tạm dừng tại đây xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại